À, vâng, chào mừng các bạn đến với kênh Tư Ngày. À, hôm nay lại là một cái chủ đề của cái tủ điện ATS nữa. Thì mình hôm nay mình mới lắp xong cho khách ở thành phố Hồ Chí Minh nữa. Thì cái tủ này khách hàng đặt cho mình là cái tủ một pha 40A. Thì trong suốt thời gian vừa qua thì có rất nhiều khách hàng điện cho mình để đặt cái tủ này. Thì về cái giá cả phải chăng và cái cách thức lắp đặt nó cũng đơn giản dễ dàng, nó độ tin cậy rất là cao. Thì mỗi cái tủ nó đều có một cái chỉnh chu hơn và nó sẽ hoàn thiện hơn. Thì từ khi mà lắp cái tủ đầu tiên cho đến cái tủ hôm nay thì thấy cái tủ này nó sẽ càng về xa thì nó thấy nó càng chỉnh chu, nó tiến bộ hơn, nó thẩm mỹ cũng như là cái độ an toàn và cũng như là các vấn đề khác. Thì yêu cầu của một cái tủ điện thì nó sẽ ngon lành hơn là các cái tủ đầu, tại tủ đầu thì nó còn lụp chụp bỡ ngỡ, người làm thì nó cũng chưa có được thẩm mỹ cho lắm. Thì tủ này cũng giống như tủ điện trước thôi, những tủ điện trước thì cũng có là hai cái CB, một pha cho một cái là điện lưới và một cái là máy phát. Thì đây là cái cầu chì là để khi mà cái cầu diode của chúng ta nó ra điện một chiều để nó đi vào đây qua cầu chì, và từ chỗ này nó đi sẽ đi xuống cái bình ắc quy của chúng ta 12V. Thì nó sẽ sạc cho cái bình của chúng ta, khi mà thời gian lâu chúng ta sẽ không để máy phát đó, thì nó sẽ tự động nó sẽ nạp vào cho cái bình của ta để đảm bảo là khi mà mất điện thì bình ta nó có đủ ampere để nó hoạt động cho cái bo mạch cho cái máy phát, cho nó đề máy phát. Thì đây là cái bo mạch ATS đó. Thì những clip trước mình chỉ nói sơ sơ và cho bạn thôi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta cài đặt được cái bo mạch, các thông số trong đây để chúng ta cài đặt, còn cái mặc định của nó thì ta không nói. Vấn đề mình muốn nói tiếp theo nữa là cái bo mạch này thì cái độ tin cậy và cái tuổi thọ cũng như là độ bền rất là cao. Nếu các bạn không có cấp sai cái điện áp là thì cái bo mạch chúng ta hoạt động rất là tốt. Chẳng hạn như là cái bo mạch chúng ta có cái hai cái jumper, tức là nếu mà chúng ta xài 12V, cái bình ắc quy chúng ta 12V đó, bình đề cho máy phát 12V đó, thì chúng ta sẽ kim cái zoom bên đây nè, cái màu đỏ đỏ bạn thấy không? Đó, màu đỏ đỏ đó. Đó, đỏ đỏ dưới này nè. Đó, đỏ đỏ dưới này nè. Là nó là 12 hoặc 24. Nếu mà bạn xài bình 24 mà bạn ghi 12 vô thì nó sẽ ảnh hưởng tới bo mạch ha. Nếu mà nặng hơn thì cái bo mạch chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, do có thể bị cháy và hư những số linh kiện. Tại vì chúng ta sẽ, nếu với bình là 12 thì chúng ta gạt qua chế độ 12, còn 24 thì gạt 24, chứ đừng có đi lộn ha. Đưa lộn thì cái vấn đề ta không đảm bảo cho cái bo mạch chúng ta hoạt động. Một điều khác biệt của cái tủ này nữa là hôm nay mình có những cái code pin đặt. Code pin đặt này, các bạn nhìn nó rất là thẩm mỹ, đúng không? Đó. Đây là những cái code pin đặt, những cái tủ trước thì nó không có những cái code này. Thì nó không có thẩm mỹ, nhưng mà thẩm mỹ nó không có. Thì hôm nay nó đã có được cái code pin đặt này, thì mình cũng mới tham khảo và mình mua cho về mình lắp cho nó hoàn thiện thôi. Thì mỗi cái tủ điện là một cái quá trình, và cũng như là mỗi cái ngày đều cải thiện cho làm như thế nào để cho cái tủ điện khi mà về cho khách hàng là một cái tủ điện ngon lành, thẩm mỹ và cũng như độ an toàn là trên hết. Đó. Thì đây là cái cục biến thế 220V là đầu vào, và đầu ra là 15V. Thì đầu ra này nó sẽ được cầu qua con diode cầu 35A để cho nó xuất cái tín hiệu điện một chiều để nó sạc sạc cho cái bình ắc quy của chúng ta, khi trong thời gian mà lâu đó, đang lâu ta không chạy á, thì nó sẽ tự động nó kích nó sạc cho chúng ta để đảm bảo lúc nào cũng có ampere đủ để cho hoạt động cái máy phát. Đây là cái bo mạch sạc bình ắc quy 12V. Nếu mà bạn cái bình của bạn 24 thì cái chỗ này đèn 24V nó sẽ sáng lên, mà tạm thời mặc định nó chỉ là 12 thôi.
Đó. Đây là domino để ra cái bình sạc của chúng ta, chân cộng chân trừ. Mình có ra dây sẵn cho bạn ha. Đây, có ra dây sẵn cộng trừ. Ở đây là lửa nguội là cái domino ra tải cho chúng ta. Đó. Để chúng ta sử dụng. Đây là hai cái công tắc tơ, mỗi cái là 40 A. Mỗi công tắc tơ là 40 cho cái điện lưới và cho cái máy phát. Đó. Thì hôm nay mình những clip trước đó mình chỉ quay sơ sơ cho bạn chứ chưa có hướng dẫn các bạn cái cách để chúng ta cài đặt cho cái bo mạch ATX này. Thì cái bo mạch này nó là chủ đạo trong cái tủ điện này. Sự thành công hay thất bại là do cái bo mạch này nó điều khiển. Và cái một cái điểm cộng cho cái bo mạch này nữa là nó có một cái chức năng là khi mà chúng ta điều chỉnh bằng tay. Thì khi mà cái bo mạch này có sự cố bị chạm hoặc nổ hoặc là nó hư cái bo mạch này thì chúng ta cũng có thể chuyển sang chế độ bằng tay, tức là mình gạt cái công tắc công tắc này hiện tại đang ở vị trí auto, mình gạt qua đây bằng tay. Ngày mai tôi sẽ dán cái chỗ này, tại giờ nay hết hết giấy rồi đó, mình sẽ gạt qua bằng tay thì nó sẽ chế độ gạt qua đây thì nó sẽ ngắt toàn bộ cái bo mạch điều khiển của chúng ta. Đó thì chúng ta sẽ điều khiển bằng tay bằng cách là chúng ta gạt cái công tắc chuyển mạch ATX này bằng man, thì là cái khởi điện lưới nó hút xuống. Còn nếu mà chúng ta đề máy phát bằng tay xong rồi, chúng ta đóng CP lên xong rồi, ta chuyển sang bằng gen thì cái khởi của máy phát nó sẽ đóng xuống, tức là chúng ta sẽ không có lệ thuộc vô cái bo mạch nữa, chúng ta sẽ loại bỏ nó ra luôn. Đó thì nó có một cái điểm cộng chỗ đó. Thì nhìn chung thì các cái nguyên lý thì nó cũng như vậy thôi. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách để chúng ta cài đặt cái bo mạch của ATX này. Thì trong cái bo mạch này nó có tổng cộng là 4 giá trị để chúng ta cài đặt. Thứ nhất là nó có B1, B2, B3 và B4. Thì giá trị B1 là sao thì mình sẽ nói cho bạn biết. Giá trị B1 á, trong này trong cái bo mạch này nó mặc định là 5 giây. Đó, mặc định là 5 giây. Thì để muốn cho cái cài đặt cái modem á, khi mà nó đã có cái nguồn xoay chiều ổn định và đóng tải thì cái chế độ cài đặt nó mới có khả dụng nha, nó mới có ok. Tức là khi mà nó đã có nguồn ở đây, nguồn điện xoay chiều ổn định, hoặc là cái bo mạch ta đã sáng đèn man này nè đã ổn định, đã có điện rồi đó, thì lúc đó chúng ta mới cài đặt được. Còn nó trong quá trình trễ hoặc là trong quá trình đề máy phát thì chúng ta nhấn set cài đặt này không được ha, các bạn chú ý điều đó. Thì cái giá trị B1 và cái giá trị B3 đó là mặc định của cái bo mạch nó là 5 giây đó, mặc định của bo mạch này là 5 giây nè. Thì khi mà cái B1 á, là cái thời gian, cái B1 và B3 là cái thời gian tính từ lúc có điện cho đến khi đóng tải là nó sẽ trễ 5 giây, tức là khi mà nó đã có điện rồi đó. Đối với B1 á, là của điện lưới, còn B3 là của điện máy phát. Thì khi mà nó đã có điện rồi thì nó sẽ đếm 5 giây, sau 5 giây nó sẽ đóng hút cái công tắc tơ đó, thì nó là cái thời gian trễ. Còn đối với B3 cũng vậy, thì B3 khi mà đã đề máy phát rồi, có điện rồi thì nó sẽ đếm sau 5 giây nó sẽ đóng máy phát. Ừ, có nhiều khách hàng hỏi mình những cái con số này có thể cài đặt được không? Chúng ta có thể set được không? Chúng ta có thể điều chỉnh thay đổi được không? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đó, chúng ta có thể điều chỉnh được nha. Chứ chúng ta không không phải là không điều chỉnh được, chúng ta có thể điều chỉnh được. Mà tại những cái tủ điện trước tôi để mặc định của nó là như vậy. Khi mà có điện thì cái độ trễ đóng tải nó sẽ 5 giây. Đó, sẽ trễ, chúng ta sẽ cho thời gian trễ, chúng ta không có cho đóng liền ha, để ảnh hưởng tới những thiết bị chúng ta. Rồi, tới cái giá trị B2. Bây giờ giá trị B2 là mặc định nó 9 giây. Giá trị B2 là cái thời gian trễ khi mà mắc điện lưới cho đến khi mà máy phát bắt đầu quá trình khởi động là 9 giây. Ví dụ như khi mà mắc điện lưới thì nó sẽ bắt đầu đếm 9 giây cho đến hết 9 giây nó sẽ mới bắt đầu khởi động máy phát. Thì chúng ta có thể điều chỉnh vừa cấp điện rồi chỉnh 5 giây cũng được, 10 giây hoặc 30 giây cũng được. Đó thì đó là cái giá trị B2. Còn giá trị B4 là mặc định trong đây là 30 giây.
Giá trị P4 là cái thời gian trễ chạy không tải làm mát cho cái máy phát trước khi tắt, hay còn gọi là chạy chế độ low down. Đó, low down thì tức là khi mà chúng ta khi mà máy phát đang chạy mà có điện lưới trở lại đó, thì máy phát nó không có tắt ngừng liền, mà nó sẽ đếm sau 30 giây thì nó đang chạy chế độ làm mát, chứ xong rồi nó mới bắt đầu mới tắt máy phát. Chúng ta thì chúng ta cũng có thể điều chỉnh cái này là trong vòng 60 giây cũng được, và trong vòng 10 giây, 5 giây cũng được, thì tùy mình tùy chỉnh thôi. Đó thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn chỉnh các cái thông số đó ha. Thì đầu tiên mình sẽ cấp nguồn vào cho nó, cấp nguồn khi mình ống điện lên đó. Thì khi cấp nguồn lên thì mặc định của nó là 5 giây, định của nó là 5 giây nó sẽ đóng máy phát. À, cái này đang chế độ ha. À, tức là nó sẽ, mình chưa ghim cái bình vô nè, mới ghim có một cái nó không hoạt động. Mình sẽ ghim bình vô. Đó. Chế độ này à, phải rồi. do là gạt công tắc này qua chế độ bằng tay cho nên nó ngắt cái bo mạch nó ra, nó không hoạt động được. Chúng ta phải chuyển sang auto mới được ha. Chuyển sang auto thì nó mới hoạt động được. Sang auto giờ mình set lại coi. Thì để cho set lại thì chúng ta phải ngắt cái nguồn nó. Cái nguồn nó chúng ta sẽ mở lên lại ha. Đó, thì nó sẽ đếm 5 giây nè. Bạn thấy 5, 4, 3, 2, 1 nè. Nó bắt đầu sẽ đóng tải. Đó, nó sẽ đóng tải của điện lưới xuống. Và đang làm việc ở chế độ điện lưới. Đó, thì khi lúc này là mình mấy... đó là giá trị B1 nãy bạn thấy nè. Bây giờ tới giá trị B3 nè. B3 là của máy phát. Đó, B2 là 9 giây. 9... 8 7 6 5 2 1 là cái quá trình mà từ khi mắc điện cho đến đầy cái máy phát là nó 9 giây. Bắt đầu nó đầy nè, đầy nó gen là đầy, đầy lần đầu tiên, đầy 3 lần không được thì cái bo mạch chúng ta sẽ ngưng hoạt động ha. Đó. Khi mà đầy 3 lần không được thì nó sẽ nhảy ở chế độ là ngưng luôn, không hoạt động luôn, nó không cho đề nữa. Thì các bạn xem thời gian đề ha. Thì thời gian đề lần 1 thì nó nhanh, lần 2 là nó chậm từ từ, và lần 3 nó sẽ chậm từ từ. Đó, nó sẽ có đếm thời gian và nó sẽ đề chậm chậm hơn lần thứ nhất và chậm hơn lần thứ hai. Đó, lúc đó nó đang đề đó, rồi không được nữa thì nó sẽ bắt đầu nó chậm, nó kích tín hiệu đều nữa. Đó, đề lần hai xịt ta đó mà đề không được, tại vì mình đâu có máy phát là nó tắt. Rồi bắt đầu sẽ tới lần thứ ba, nếu mà lần không được nữa là nó sẽ tắt luôn. Nào cái đèn nó nhảy chỗ nút sita start đó, là nó đề đó, nhưng mà không được là lần thứ ba là tắt luôn. Đó, nó đề đó lần thứ ba đó, nhưng mà không có điện nữa, không có điện ra nữa là nó tắt luôn, nó không cho đề luôn. Đó, nó sẽ nhảy cái chế độ e rr, và đồng thời nó sẽ có cái kêu tiếng bít bít bít. Đó, bíp bíp gì đó để nó báo hiệu cho chúng ta là không có nguồn, hoặc là coi quá trình khi mà máy phát nó không hoạt động được, coi cái bình lại coi nó có bị ảnh hưởng gì không.
đó nó sẽ báo hiệu chúng ta vậy. Rồi khi mà chúng ta sẽ set đó, để khi mà để set lỗi này á, trước khi set lỗi chúng ta sẽ nhấn chữ set này, từ set này nhấn vô giữ 3 giây, 3 giây nó sẽ reset cái lỗi này. Đó, reset thì khi mà chúng ta có điện lại nó sẽ đếm 5 giây hay không, B3 đó, bữa nay hiện mới hiện B3 5 giây thì sẽ đóng tải của máy phát, nó đóng xuống. Đó, thấy không? Đóng xuống. Rồi thì nó trong bo mạch này nó có bốn cái giá trị để mình cài đặt thôi, là B1, B2, B3, B4. Rồi bây giờ có điện lưới lại nè. Đó thì B1 này nó sẽ đóng tải, là sẽ trễ thời gian đóng tải. Và đồng thời hiện lên B4 nè. B4 là trình tắt máy phát 30 giây. Thấy không? Đó, đếm từ 30 giây này nó sẽ tắt máy phát. Nó cho máy phát chạy ở chế độ mát trước. Đó, vừa tắt máy phát. Nó 30 giây. Không, thì những cái con số mặc định đó mình có thể thay đổi được. Cho nó chạy hết đi rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉnh cái đó. Đó, nó off đó, là tắt máy phát rồi đó. Lúc này nó sẽ xuất tín hiệu, nó tắt máy phát rồi đó. Đó, ERR là tắt máy phát rồi nè, thấy không? Đó, và chuyển sang chế độ auto. Auto tức là đang sử dụng ở điện lưới đó. Cái đèn của man nè, man điện lưới sáng nè. Còn dưới này gen là của máy phát, thấy không? Rồi, để khi mà cài đặt được á thì chúng ta sẽ nhấn giữ cái chữ set, như chữ set trong bo mạch á, à, chữ set đây nè, bạn thấy không, chữ set á, tại đèn nó chá cho nên bạn không thấy rõ, nhấn giữ trong vòng 3 giây đó, nó sẽ hiện thị giá trị B1, và ở đây mình sẽ nhấn lên hoặc xuống thôi, mình thay đổi quá trình nó, ví dụ như mình cho trễ trễ nó là 10 giây, ở đây nó có mũi tên lên xuống thì bạn cứ nhấn lên hoặc xuống thôi. Dùng cho trễ đóng tải 10 giây. Rồi, rồi mình chỉnh sang B2. B2 là quá trình mà từ tắt máy phát đó thì mình để 9 giây cũng được, hoặc 10 giây cũng được. B3. B3 là quá trình trễ đóng tải của máy phát. Còn nãy B1 là trễ đóng tải của điện lưới thì cũng 10 giây luôn. Đó, B4 này là B4 này là quá trình mà khi mà có điện trở lại đó, thì nó máy phát nó sẽ chạy thêm 30 giây hoặc là 60 giây tùy thôi mình chỉnh. Đó thì nó sẽ tắt máy phát. Rồi khi mà cài đặt xong thì chúng ta giữ set 3 lần. Ủa, giữ set 3 giây. Rồi buông ra, hoặc là chúng ta sẽ buông ra sau 10 giây nó sẽ tự động nó lưu. Rồi các bạn xem quá trình nó sẽ chạy đóng máy phát 10 giây nè ha. Giờ mình sẽ cho cúp điện lưới đi. Đó, nó sẽ đếm 9 giây nó đề máy phát. 9 giây bắt đầu nó đề. Hồi nãy 9 giây mình không có cài đặt ha. 9 giây mình để thinh, còn muốn cài đó, giờ có điện lại. Đó, nó sẽ là đóng là 10 nè. Đó, thấy không? Nãy nó có 5 mà bây giờ nó 10. 8 7 6 5 qua 21 thì bắt đầu nó sẽ đóng tải. Đó, nó sẽ đóng xuống, thấy không? Đó, thì 10 giây, còn còn giờ có điện lưới trở lại nè. Đó, nó sẽ cũng là 10 giây. Đó, 10 giây thì nó sẽ đóng tải của điện lưới. Đó, thấy không? Nó sẽ đóng tải điện lưới. Đồng thời nó đếm 30 giây, sau 30 giây nó mới tắt máy phát. À. À, tủ này thì có quạt đồ ngon lành, có quạt để thổi cái cục biến áp để khi nó nóng, khi mà sạc cái bình nó nóng hoặc là con diode nó nóng thì nó cũng được làm mát. Nó sẽ tuổi thọ nó sẽ bền hơn, ok hơn.
Rồi để mình xét lại vị trí ban đầu của nó. Mình xét lại vị trí mặt định của nó ha. Giữ cũng xét 3 giây. B1, B1 cho nó 5 thôi, giống như mặt định ban đầu đi. Tới B2 thì không chỉnh, B3. B3 cũng cho 5 giây giống như mặc định ban đầu. Rồi sau khi ấy xong buông tay ra, bắt đầu nó tự động nó lưu luôn, mình khỏi cần nhấn cũng được nữa. Tự động sau 10 giây nó sẽ tự động nó lưu cho mình. Đó, rồi đó, nó lưu rồi đó. Đó. Rồi thì hy vọng là cái bo mạch này nó sẽ tủ điện này nó sẽ đáp ứng được cái sự tự động hóa khi mà chúng ta đề máy phát, khi mà sẽ cúp điện nó tự động nó đề, chúng ta sẽ không cần chạy đi tới lui chạy đề và đóng điện nó lu bu. Nếu mà các bạn có điều kiện bạn nên đầu tư một cái bộ này thì giá cả nó cũng rất là hợp lý thôi. Bạn đầu tư gì nó sẽ giúp các bạn về cái phần tự động hóa đó và độ tin cậy rất là cao, đúng không? Thì nếu bạn khá giả bạn đầu tư bo này thì nó khá là ok chứ không có gì. Hiện tại này cứ 40 MB thì cái giá thành nó hiện tại là nó khoảng 7,5 triệu. Đó là tổng cộng hết tác cái tủ này, nguyên cái tủ này luôn, tải 40 MB. Đó, còn tải 32 MB thì nó 6,5 triệu. Không, nó trên là 1 triệu. Nó thì càng cao lên nữa thì sẽ có những cái mức giá thay đổi khác nhau và hợp lý. Thì mỗi tủ điện làm ra là một cái quá trình và một cái tác phẩm, nói chung là hoàn thiện nhất cho khách hàng để khách hàng ưng ý nhất và an toàn nhất. Đó. Rồi quay lên phe cho các bạn chơi vậy thôi. Có những cái gì nữa thì sẽ chia sẻ cho các bạn nữa. Nếu các bạn thấy hay thì các bạn nhớ like và subscribe kênh giùm mình ha. Nhớ đăng ký kênh và thích, và đừng quên nếu bạn có thắc mắc gì thì comment dưới đi, mình sẽ biết gì mình sẽ trả lời cho bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Thì hôm nay mình lắp cái tủ này cũng nguyên ngày đó, đến giờ này thì cũng cỡ 8-9 giờ mình đang test cho bạn thử luôn. Trời cũng đang mưa lắc gắt, mấy em gà bệnh cũng cảm ho ho hoài. Thì nãy giờ có nói chuyện có khó nghe, mong các bạn cũng thông cảm ha. Mình sẽ tháo ra để mai bắt đầu mình đem đi giao cho khách hàng ở thành phố. Quên cho bạn coi cái đèn. Chạy 5 giây. Đèn màu xanh ha là cái báo hiệu cho cái nguồn của máy phát nó có ha. Còn cái đây là máy phát, còn khi mà của điện lưới thì cái màu xanh lá cây báo hiệu đèn của điện lưới xanh lá cây. Còn đây là cái nút dừng khẩn cấp, khi mà cái máy phát ta đang hoạt động mà người ta muốn dừng khẩn cấp á thì người ta nhấn nút này vào, đè vào thì nó sẽ kích cho tắt máy phát. Để chúng ta xử lý sự cố xong rồi chúng ta sẽ cho hoạt động bình thường. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau.